Ai tỏ tình á? Chị đoán chị đi. Thật sự ấy, với cái nhan sắc này của chị Lona ấy, không thể nào là người khác được. Nhớ bảo là cắt cái đoạn mà bảo chị đi nhá. Khi là của nhau mới biết được. Hồi nãy giờ khoan. Hồi nãy giờ anh nói luôn, em luôn bên giật bạn đó. Ấy thì ra là hề, cái gu của em là như vậy. Em không phải như vậy. Bây giờ anh đoán là em. Không. Còn muốn gì? Hai tháng gì nữa tôi. Cái này vẻ đẹp trai này. Đó là một chàng trai. Cậu trai đến. Và tôi là một người lắng nghe thôi. Dặn phấn vô. Ngoài luôn. Chị nhớ cái vô. Mà cái mấy cái màu bỏ trên cái ghế kiểu là trần dân là hay được lên lắm nhé. Mời đẹp, mời đẹp. Có bạn nó quan trọng hay cái gì? Hư nè. Đúng rồi, đẻ đó. Không hư nữa nha chứ. Lắm một. Không biết nữa. Trong đầu em có một suy nghĩ đó là chị Hương hoặc là chị Vân. Mình chỉ đoán đúng hai người ấy thôi. Dung thì cũng có nhưng mà ít phần trăm hơn. Tại vì mình quan sát nãy giờ, nhất là cái câu cuối cùng, cái suy nghĩ trong anh ấy, mình nghĩ là cái người mà hôm nay bạn ấy đến tỏ tình là bạn ấy đã từng thích rồi, nhưng mà bạn ấy không đủ dũng cảm để bày tỏ, nên là hôm nay bạn ấy sẽ đến đây để dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Tin tôi đi, tôi đoán đúng lắm đó, tôi là tiên tri đó. Hello mọi người, xin chào em. À cho em đi ngang qua nhá. Em đây. Đoán ai tỏ tình? Ai tỏ tình á? Chị đoán chị đi. Thật sự ấy, với cái nhan sắc này của chị Lona ấy, không thể nào là người khác được. Nhớ bảo là cắt cái đoạn mà bảo chị đi nhá. Thật sự cắt khó lắm. Cắt khó lắm à? Mình lại từ đầu đến hai. Ok. Em nghĩ là ai sẽ tỏ tình? Bạn ấy sẽ tỏ tình ai? Thật sự ấy, với cái nhan sắc này của chị Lona ấy, mình không thể nào bỏ qua được phương án đó chính là chị Lona. Đã xinh còn đáng yêu. Mà không bao giờ bọn mình giả dối. Nói thật với bạn đấy. Mình thấy ai đẹp thì mình nói. Nói chung là chị. Em nghĩ sẽ là chị. Lát gửi số tài khoản cho chị nhá. Ok. Nhiều quá ấy. Ổn vết. Anh có một dự đoán gì cho cái việc bạn nam sắp tỏ tình không? Anh có nghĩ người đó là mình không? Ủa gì vậy? Nãy giờ anh chưa có suy nghĩ này luôn á. Biết đâu lúc mà anh lên trên đó để anh cổ vũ cho bạn ấy, xong rồi cái tự dưng bạn ấy xung động. Anh nghĩ là không đâu. Nãy anh lên đó anh cổ vũ rất là đàn ông và bạn đó đón nhận một cách rất là anh em với nhau. Và nãy giờ những cái thông tin mà bạn đó đưa ra thì anh cũng thật ra là mông lung lắm, anh cũng không biết là ai luôn. Thật sự không biết là ai luôn. Thì chỉ phần trăm là Phương Dung đã gặp rồi, nhưng mà Phương Dung thì chắc không đâu hả. Còn em thì anh mới gặp đây thôi, cũng không biết là cái gu của em như thế nào và cái gu của bạn đó như thế nào, anh không biết.
chị Vân hoặc là Vân thì chắc không đâu, chắc không Vân đâu. Hoặc là chị Hương. Vâng, à đó. Anh kém lắm. Anh kém lắm. Anh đoán là Hương thôi. Vân là chắc không đâu. Vân là một cái nguồn năng lượng nó khác xa bằng này. Nó giống như một cái núi và một cái biển gì đó, nó khác xa lắm. Vậy là trước giờ anh chưa bao giờ thích một người mà có một cái suy nghĩ hay là có một cái gọi như gì đó nó khác nhau hoàn toàn như vậy, chưa bao giờ luôn đó. Có thể suy nghĩ nó khác nhưng cái nguồn năng lượng á, cái nguồn năng lượng ví dụ như cái bạn này nói nhưng mà Vân thì cái màu Vân rất là vui vẻ vui tươi. Ví dụ anh cũng vậy, anh cũng rất là thích những người mà nói chuyện vui vẻ. Nhau người ta trên chương trình người ta như thế, về nhà người ta tăng động vì sao? Khi là của nhau mới biết được. Hồi nãy giờ khoan. Hồi nãy giờ anh nói luôn, em luôn bên vực bạn đó. Ấy thì ra là cái gu của em là như vậy. Em không phải như vậy. Bây giờ anh đoán là em. Không, là em. Chị đoán chị đi, Hôm nay em đặt hy vọng vào chương trình sẽ có người lên tổng hợp em nhé. Lâu lắm mới được mặt một chiếc váy đẹp. Mát thế nhỉ? Sẵn sàng. Luôn. Đấy mọi người thấy không, có một cái sự khác biệt là hôm nay mình nhận luôn. Không biết là mình cảm nhận có đúng không, lại sai thì lại buồn. Một chàng trai con trai đến và tôi là một người